Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update chi tiết kỹ năng tướng mới Ambessa, cựu sao Vset muốn comeback bị cộng đồng sắt muối, Riot từng có ý định đại tu game engine trong năm 2025. Cựu sao Vset có động thái bất ngờ nhưng bị cộng đồng sát muối thẳng tay. Với cộng đồng Liên minh Việt, có lẽ dù qua bao nhiêu tháng ngày thì cũng không ai quên được đại án 32 tuyển thủ đầu năm 2024. Sự việc không chỉ gây sửng sốt vì số lượng nhân vật liên quan quá lớn, mà trong đó còn có các tuyển thủ vào dạng tier S của Liên minh Việt. Nổi tiếng nhất và cũng được kỳ vọng nhất chính là cặp đôi mid rừng của Team Wells, Glory và BinJ. Trước khi sự việc bị phanh phui, cả hai còn là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị dự ASEAN. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, tối 22 tháng 10, Glory bất ngờ có động thái mới. Cựu sao Team Well chia sẻ, hy vọng mình sẽ có cơ hội, thực sự rất nhớ mọi người. Tuy nhiên đến nay, thời gian chấp hành án phạt của tuyển thủ từng được ví như cho vi Việt Nam vẫn chưa được nửa năm và quãng thời gian còn lại thực sự rất dài. Tuy nhiên, đáp lại thái độ tiếc nuối của Glory, nhiều người tỏ ra phũ phàng. Có lẽ ai cũng hiểu, trong thể thao và đối với khán giả, gian dối là chuyện không bao giờ có thể được chấp nhận. Và hành động của Glory chính là gian dối, đạp đổ lòng tin của khán giả. Nếu anh là một tuyển thủ nhóm dưới thì có lẽ cũng không ai chú ý nhiều. Đằng này, anh được xem là thế hệ đường giữa tài năng mới, thậm chí chuẩn bị đại diện nước nhà dự ASEAN. Thực tế, sau quãng thời gian thi hành án, có lẽ Glory cũng khó lòng bắt kịp Meta. Ngoài ra, nếu Vset thực sự thay đổi hoàn toàn trong năm tới, thì dù có trở lại và sẵn sàng thi đấu, cũng không rõ đội nào sẽ chiêu mộ cựu sao một thời của Vset khi các đấu trường giờ đã ở một tầm vóc quan trọng hơn rất nhiều. Người cũ châm chọc T1 ngay trước thềm bán kết với Gen.G. Đã đối đầu suốt nhiều năm, nhưng có lẽ với cả Gen.G lẫn T1 thì trận bán kết sắp tới thuộc khuôn khổ chung kết thế giới 2024 chính là trận đấu quan trọng nhất. Một bên chỉ cần 2 trận thắng nữa là có thể vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử đội. Bên còn lại cũng chỉ cần đúng 2 trận thắng để trở thành tập thể vĩ đại nhất lịch sử Liên minh. Tất cả đều có lý do để quyết tâm, khiến trận thư hùng càng thêm quyết liệt. Để hâm nóng thêm bầu không khí căng thẳng, mới đây, người cũ của T1 cũng là huấn luyện viên hiện tại của Gen.G, Mata, đã có các chia sẻ hướng về mái nhà xưa. Có lẽ T1 nên hy vọng là chúng tôi bị loại ở trận trước. Dù sao, chúng tôi đã đấu với nhau nhiều lần và Gen.G đều thắng hoàn toàn. Nhưng mọi chiến thắng trước đây chỉ thực sự ý nghĩa nếu chúng tôi có thể hạ gục họ trong một trận đấu tại chung kết thế giới như thế này. Mata chính là cựu hỗ trợ của SKT T1 năm xưa. Tuy nhiên, giai đoạn anh đấu quân cho SKT, đội đã không còn ở thế thống trị và hai lần thất bại cay đắng trước Jichu ở MSI 2019 và chung kết thế giới cùng năm. Ý nghĩa của trận bán kết sắp tới không phải bàn cãi, và bản thân T1 lẫn Gen.G đều hiểu rõ những gì họ sẽ nhận được khi chiến thắng hay thất bại. Hơn nữa, ngưỡng cửa lịch sử đang ở phía trước sẽ là một thử thách về tâm lý. Tuyển thủ của cả hai đội đều dày dặn kinh nghiệm, nhưng với riêng dàn sao Gen.G, trừ Canyon và Chovy, còn lại đều là lần đầu tiên đến được bán kết của một kỳ chung kết thế giới. Trong một trận đấu như vậy, sẽ khó lòng có thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Mọi sai lầm, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ phải trả giá, và các tuyển thủ sẽ phải cố gắng tối đa nếu muốn giành lấy chiến thắng cuối cùng. Và theo cộng đồng, đây cũng có thể là chung kết sớm của năm nay khi đội chiến thắng sẽ vô cùng sáng cửa lên ngôi vô địch. Chi tiết kỹ năng tướng mới Ambessa, siêu đấu sĩ với khả năng lướt liên tục. Ambessa sẽ là tướng tiếp theo được ra mắt trong Liên minh, dự kiến cập bến ở bản 14.22 ngày 6 tháng 11. Mới đây, Ambessa đã được đưa lên máy chủ BBE và game thủ đã có thể trải nghiệm trước. Về cơ bản, Ambessa được thiết kế như một đấu sĩ điển hình với khả năng cận chiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, giống nhiều tướng mới thời gian qua, bà cũng có nhiều công cụ bổ sung rất ấn tượng. Nổi bật nhất chính là khả năng lướt từ nội tại. Ngoài ra, một điểm thú vị
là Ambessa sẽ dùng nội năng giống Lee Sin hay Shen. Chi tiết kỹ năng Ambessa. Nội tại, sau khi dùng một kỹ năng bất kỳ, nếu Ambessa di chuyển hay đánh thường, sẽ có thể lướt một đoạn ngắn. Mỗi lần tung chiêu sẽ cho một điểm cộng dồn trong 4 giây, tối đa 3 điểm. Đòn đánh tiếp theo nhận thêm 100 tầm đánh, 50% tốc đánh và tiêu hao một cộng dồn, gây thêm sát thương vật lý và hồi nội năng. Chiêu Quy, Quy 1, Ambessa quét đao về phía trước, gây sát thương vật lý theo phần trăm máu tối đa, đồng thời gia tăng sát thương lên tướng địch ở phần rìa. Nếu trúng tướng thì có thể tái kích hoạt. Quy 2, đập theo đường thẳng, gây sát thương vật lý lên tướng địch đầu tiên trúng chiêu và giảm 50% trên các tướng còn lại. W, tạo lá chắn, đồng thời vận sức và nện mạnh xuống gây sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Nếu chịu sát thương từ tướng, quái khủng và trụ trong khi vận sức, thì chiêu này sẽ gây thêm sát thương. E, Ambessa tung sợi xích ra xung quanh, gây sát thương vật lý và làm chậm tướng địch 99%, giảm dần trong 1 giây. Nếu kích nội tại thì có thể tung chiêu này thêm một lần nữa. Chiêu cuối, nội tại, nhận thêm chỉ số xuyên giáp và kỹ năng có thể hồi máu dựa trên sát thương gây ra. Kích hoạt, Ambessa trở nên không thể ngăn cản, lướt tới tướng địch xa nhất trên đường thẳng, sau đó áp chế mục tiêu, gây sát thương vật lý và choáng. BDD ra hạn hợp đồng 2 năm với KT. Theo thông báo trên trang chủ KT Roster, đội vừa chính thức đạt thỏa thuận ra hạn hợp đồng với người chơi đường giữa BDD thêm 2 năm. Anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội đến hết năm 2026. Đây được xem là động thái hợp lý trong bối cảnh BDD được miễn nghĩa vụ quân sự và có thể thoải mái thi đấu. Cách đây không lâu, truyền thông Hàn đã chia sẻ tin này và giải thích BDD không phải nhập ngũ hay phục vụ cộng đồng vì đã vào diện 3 năm liên tiếp không được gọi tên. BDD từng gia nhập KT hồi 2019 nhưng chỉ gắn bó đúng 1 năm. Đến năm 2023, tuyển thủ sinh năm 99 một lần nữa quay lại và gắn bó đến nay. Với động thái gia hạn, BDD dự kiến sẽ có 4 năm liên tiếp gắn bó với KT và đây cũng chính là đội tuyển Anh gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp gần 10 năm. BDD chia sẻ, tôi luôn muốn thi đấu cố định ở một đội tuyển. Tuy nhiên trước đây, tôi thường có nhiều ý kiến bất đồng với các đội và đáng tiếc không thể gắn bó dài lâu. Hiện tại, sau khi trao đổi với ban lãnh đạo KT, tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm phù hợp nên quyết định tái ký. Tôi cảm thấy KT như là gia đình của mình vậy. Mùa giải vừa qua, BDD là tuyển thủ thi đấu ổn định bậc nhất trong đội hình KT. Đường giữa này thích nghi nhanh với nhiều meta và ngày càng cải thiện lối chơi lẫn bể tướng. Dù vậy, đáng tiếc là anh đã không thể cùng KT tham dự chung kết thế giới 2024 sau khi thất bại ở vòng loại khu vực. KT dự kiến sẽ có thêm các thay đổi trong thời gian tới. Nhưng với việc chính thức giữ chân BDD và xây dựng đội hình xoay quanh tuyển thủ này, KT vẫn cho thấy tham vọng cạnh tranh ở LCK và sẵn sàng có những sự bổ sung chất lượng. Riot từng có ý định đại tu game engine trong năm 2025. Lần gần nhất mà Liên minh có chỉnh sửa lớn về đồ họa là cuối mùa 4, khi toàn bộ bản đồ Summoner's Rift được cập nhật hoàn toàn với nhiều hiệu ứng bắt mắt và hàng tấn đổi mới trong thiết kế. Từ đó đến nay, cộng đồng đã mong chờ một đợt đại tu nữa để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của engine cho một tựa game 15 năm tuổi, gồm bug và thiết kế nhân vật có phần lạc hậu so với các sản phẩm mới nhất. Thậm chí, nhiều người còn nghĩ đến viễn cảnh về Liên minh Huyền Thoại 2, nơi các nâng cấp sáng giá về mặt đồ họa, engine, thiết kế lối chơi sẽ thu hút càng nhiều người chơi mới. Tuy nhiên đến giờ, Riot vẫn im hơi lặng tiếng và có vẻ dành nhiều thời gian cho các dự án khác như Valorant hay Tốc Chiến. Nhưng theo các tin lộ ra từ Monte Cristo, cựu bình luận viên của Liên minh, thì Riot từng có ý định đại tu toàn bộ game engine của Liên minh vào năm 2025. Anh cho biết, thậm chí họ đã chế ra được một bản demo nội bộ ở tổng hành dinh của Riot. Điều này có thể là lý do khiến Riot Metler từng tuyên bố 2025 là năm sẽ thay đổi hoàn toàn Liên minh. Tuy vậy sau đấy, ông rút lại và cho rằng mình nói hơi quá. Có thể vì lý do nào đó mà Riot vẫn chưa sẵn sàng ra mắt bản nâng cấp engine này.
Monte Cristo không dám chắc kế hoạch này có bị hủy bỏ không, nhưng cũng suy đoán có thể nó đã bị trì hoãn vô thời hạn vì vấn đề kỹ thuật hay thiếu nhân lực. Tin này đã khiến không ít game thủ hụt hẫng vì những tưởng đã có thể trải nghiệm một phiên bản liên minh hoàn toàn mới trong năm sau. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!